Bạch Thế Tôn chẳng phải trong Pháp Giới có các thứ phân biệt như thế Bạch Thế Tôn sẽ không có Bồ Tát do sự phân biệt này mà hành điên đảo trong cái không hí luận khỏi các hí luận Vì sao Bạch Thế Tôn vì trong chân Pháp Giới hoàn toàn không có việc phân biệt hí luận Bạch Thế Tôn Pháp Giới chẳng phải sắc cũng chẳng lìa sắc Pháp Giới chẳng phải thọ tưởng hành thức cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức Pháp Giới tức là sắc, sắc tức là Pháp Giới, Pháp Giới tức là là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải nhãn xứ, cũng chẳng lìa nhãn xứ, pháp giới chẳng phải nhĩ tí thiệt thân ý xứ, cũng chẳng lìa nhĩ tí thiệt thân ý xứ. Pháp giới tức là nhãn xứ, nhãn xứ tức là pháp giới, pháp giới tức là nhĩ tí thiệt thân ý xứ, nhĩ tí thiệt thân ý tức là pháp giới. Bạch thế tôn pháp giới chẳng phải sắc xứ cũng chẳng lìa sắc xứ pháp giới chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp xứ pháp giới tức là sắc xứ sắc xứ tức là pháp giới pháp giới tức là thanh hương vị xúc pháp xứ thanh hương vị xúc pháp xứ tức là pháp giới bạch thế tôn pháp giới chẳng phải nhãn giới cũng chẳng lìa nhãn giới pháp giới chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới pháp giới tức là nhãn giới nhãn giới tức là pháp giới pháp giới tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nhĩ tĩ thể thân ý giới tức là pháp giới Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải sắc giới, cũng chẳng lìa sắc giới, Pháp giới chẳng phải thanh hương vị xúc Pháp giới, cũng chẳng lìa thanh hương vị xúc Pháp giới. Pháp giới tức là sắc giới, sắc giới tức là Pháp giới. Pháp giới tức là thanh hương vị xúc Pháp giới, thanh hương vị xúc Pháp giới tức là Pháp giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải nhãn thức giới, cũng chẳng lìa nhãn thức giới. Pháp giới chẳng phải nhị tĩ thể thân ý thức giới, cũng chẳng lìa nhị tĩ thể thân ý thức giới. Pháp giới tức là nhãn thức giới, nhãn thức giới tức là Pháp giới. Pháp giới tức là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tức là Pháp giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải nhãn xúc, cũng chẳng lìa nhãn xúc pháp giới chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng chẳng lìa nhĩ tĩ thể thân ý xúc pháp giới tức là nhãn xúc nhãn xúc tức là pháp giới pháp giới tức là nhĩ tĩ thể thân ý xúc nhĩ tĩ thể thân ý xúc tức là pháp giới bạch thế tôn pháp giới chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra pháp giới chẳng phải các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng lìa các thọ do nhĩ tĩ thể thân thân ý xúc làm duyên sanh ra pháp giới tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là pháp giới pháp giới tức là các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra tức là pháp giới